các bạn sẽ dùng những biểu hiện gì các biểu hiện quan trọng mà các bạn thường hay dùng thì trang đã đánh dấu sao rồi các bạn lưu ý một chút ở những cái biểu hiện này các bạn nhá. Rồi vậy là chúng ta đã học xong cái phần từ vựng rồi. Bây giờ mình sẽ tìm đến cái phần ngữ pháp các bạn nhé. Ngữ pháp ngày hôm nay cũng không quá là khó đâu. Mình sẽ xem đó là những ngữ pháp gì nhá. Ngữ pháp đầu tiên tiểu từ bổ trợ và tên của nó, tên của ưn nhân này là phố chô giá. Cái này Trang đã dạy cho các bạn một lần rồi đúng không? Ở trong bài đầu tiên của mình đúng không các bạn ơi? Phố chô giả Tiểu từ bổ trợ bổ sung ý nghĩa cho cái câu đó. Được chưa? Và trong cái câu này ấy, thì bây giờ nó uh, có nghĩa là như thế nào đây? Tiểu từ biểu hiện ý nghĩa đối chiếu. Đối chiếu nghĩa là gì? So sánh. Đúng không ạ? Vế này có anh ưn nhân này, về sau có anh ưn nhân này thì mình sẽ dịch nghĩa là gì đấy? À, hóa ra người này người ta đang muốn so sánh hai cái vế này ý là như thế những cái anh mà đi với ưn những cái danh từ đi với ưn là những cái danh từ mà sao đây ạ mang tầng nghĩa là mình cần phải đối chiếu hai cái này với nhau Và chơi ó cái này đi với khi nào đi với ưn cái nào khi nào đi với ưn thì nó tương tự với những cái bài trước mà chúng ta đã học đúng không Chạm mình <má> có nhá là mèo nên sẵn mì đà là có bạch chim sẽ đi với ưn đúng không là là cái gì các bạn ơi mì tô mì gói đúng không là mèo nên mì mì gói thì sao rẻ còn bún bueno nên là mì đâu, À, ở đây hai cái trường hợp đi với ưn nưn là gì đấy? Là mẹ và ai ạ? À? Phù hai trong hai câu này thì hai cái anh này đi với ưn nưn vì vậy hai cái anh này chính là hai cái anh mà cần phải đối chiều với nhau đúng không? Cái này thì này còn cái kia thì như thế kia, ý là như vậy đó các bạn hiểu chưa ạ? Thì mình sẽ có như nào đây? Cái mì tôm thì sao? À, mì tôm thì rẻ nhưng mà thịt nướng thì đắt đúng không các bạn ơi? trả các bạn lưu ý một chút nha Tiếp theo mình đọc cái gì đây? Mình đọc thêm nhá. Su ba gun khmida. Mango nen chak Su ba khmida. Ở đây mình có ưn ở đây đúng không ạ?

베트남에 살아요 자 저는 마 친구는 어른인 거지 래야 저는 한국에 살아요 또서건 친구는 베트남에 살아요. các bạn hiểu vấn đề không ạ? À? Tôi thì sống ở Hàn Quốc còn bạn tôi thì sao? Sống ở Việt Nam. Vậy thì ưn khi các bạn dùng trong cái trường hợp này, hai cái về câu đều có ưn nhân ấy thì thường nó sẽ mang cái nghĩa là như thế nào đây ạ? À? đối chiếu đối lập hai cái uh, danh từ đó đúng không ạ? À? Cái này thì thế này còn cái kia thì như thế kia. Được chưa? Ưn nhân ngoài cái nghĩa là, là ra nó còn có nghĩa là thì nữa các bạn. Được chưa? Hiểu như vậy cho nó đơn giản các bạn nhá. Được chưa? Vậy sau này nếu mà các bạn gặp những cái thằng ưn như thế này thì liệu mình có dịch được không? Có dịch được chưa? các bạn hãy cố gắng ghi nhớ cấu trúc này nhá. Rồi, tiếp theo sẽ là cấu trúc giản lược nguyên âm ư đây một cấu trúc mà nó đã bắt đầu nhúng chân một chút vào cái phần ở uh, bất quy tắc rồi nên các bạn lưu ý một chút nha ở đây giản lược ư là cái cấu trúc như thế nào đây em không hiểu lắm được chưa thực rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau xong xem như thế nào nhá âm tiết cuối thân từ của những động từ tính từ kết thúc bằng nguyên âm ư Dạ, những cái động từ thân từ động từ tính từ nào kết thúc bằng nguyên âm ư đây ví dụ khứa đã nhìn nhá khứa đã như thế nào đây à, các bạn ơi kết thúc bằng ư ừ, đúng không bỏ tà đi bỏ tà đi nào Mình kết thúc bằng ư ừ, đúng không tiếp thập bứt là cái gì các bạn ơi thập là gì ạ thập tà này có nghĩa là bận đúng không bỏ tà đi nào còn lại gì ư ừ, đúng không các bạn ơi tiếp nhé lấy thêm một từ động từ nữa nào tính từ nữa này áp bứt tà này cũng kết thúc bằng ư ừ, đúng không, các bạn ơi thêm từ nữa nhé sinh là gì các bạn nhỉ dẹp đúng không, các bạn ạ động từ này mù cứ đó, có những cái từ như thế rất là nhiều từ nữa nhưng mà hiện tại ở đây trang lấy ra năm từ cho các bạn được chưa ạ đó rồi cái năm từ này đều có một cái đặc điểm chung đó chính là trong cái thân từ của nó nó kết thúc bằng nguyên âm ư được chưa ạ thì những cái nguyên âm ư này như thế nào đây khi gặp các đuôi từ bắt đầu bằng nguyên âm a và o tức là khi nó liên kết với những cái cấu trúc những cái đuôi câu uh, mà bắt đầu bằng a và o như lúc nãy mình hôm trước mình có từ gì a o những người, câu nào có a o nhỉ a o yo là một này phải chưa tiếp at ot sayo được chưa at ot này hai này À, đó cũng là AO mà đúng không, các bạn ơi Lúc nãy chúng ta học một cái cấu trúc là Làm cái gì đó cho ai đó là gì các bạn ơi AO Ồ, chú đà Đúng chưa? Thì khi mà những cái anh này Những cái anh kết thúc bằng nguyên âm ư này Gặp tất cả những cái cấu trúc mà có Cái liên từ AO ấy Thì lúc này anh ấy sẽ biến thể thành như thế nào đây Thì nguyên âm ư sẽ bị lược bỏ đi Bây giờ nhá, nhìn nhá, nhìn, nhìn thử này hư nhé bây giờ mình nhìn cái từ pháp hư này các bạn nhé trước hết nhìn cái từ hư đà đây thì người ta viết rõ ra này này hư đà khi các bạn đi với ai nhé hư bỏ tà đi đúng không bỏ tà đi, đi với cộng với ai đúng không ạ đi với a o chẳng hạn thì sao đây ạ cái chữ ư này nó sẽ biến mất đi các bạn nhé bốn dĩ các bạn nhìn này bốn dĩ là hư đúng không nhưng mà nó cộng với cái thằng có nguyên âm ư thì nó sẽ bị mất đi và lúc này thằng phờ nó sẽ đứng một mình như vậy đó các bạn thì cái việc mình cần phải làm là gì mình phải thêm nguyên âm cho nó đúng không vậy mình phải thêm nguyên âm gì đây một là A hay là O đó các bạn. Một là A hay là O. Vậy bao giờ thì em điền O, bao giờ thì em điền o, A đây. Sau khi ư bị được bỏ nhá. Sau khi ư được bỏ này, nếu âm tiết phía trước của cái thằng này, cái thằng có ư ấy, âm tiết phía trước tức là cái thằng A này. Mà sao đây à, các bạn ơi? Có nguyên âm A hoặc O thì nó sẽ kết hợp với IO ha. À, thằng phía trước là A, à, có nguyên âm A thì nó sẽ thằng phía sau sẽ đi với AIO nó thành gì? Apio như thế này đó các bạn. Các bạn hiểu vấn đề không? À, tức là nó làm lần nữa nhá vốn dữ của nó là aputa đúng không? Apu từ giờ khi nó cộng với a o ấy thì lúc này thằng U nó sẽ mất đi. Còn a à phờ mà phờ nó sẽ không thể nào đứng một mình như thế được đúng không ạ? Mình phải thêm một cái nguyên âm cho nó. Nhưng mà cái thằng nguyên âm của cái thằng từ đứng trước này là nguyên âm a, như là nó sẽ thằng phía sau cũng sẽ đi với a luôn. Apio. À ý là như thế các bạn nhé. Apio. À Còn những cái từ khác nó không nếu mà nguyên âm của thằng đứng trước không phải là nguyên âm a thì nó sẽ đi với oyo. Để dạ, ví dụ 예쁘다. Ở đây 예쁘 mình cộng với ao vô mình sẽ vứt thằng vứt thằng ư ừ đi đúng không? Còn 예뻐 như thế này đúng không? Nhưng mà thằng đứng trước lại không phải là a cũng không phải là o nên nó sẽ đi với chữ gì ạ à, các bạn? O. Oh, mình sẽ đọc là 예뻐요 là mình như vậy đó các bạn. 예뻐요. Nghĩa là gì à, các bạn ơi? Xinh đúng không? 예뻐요. 괜찮아요. Ừ, được chưa? Tuy nhiên đối với những trường hợp có bạn bảo là cô ơi, cái từ 크다. Và cái anh 크다 này, bác cái anh này thì có rồi thì không nói có cái anh đứng trước có nguyên âm đứng trước rồi không nói nhưng mà vì những anh không có nguyên âm đứng trước thì sao cứ tả ở phía trước nó có cái gì đâu đúng không ạ nhưng mà trong trường hợp này mình vẫn phải vứt cái thằng ư đi còn lại mỗi cái thằng nhí thế này vậy thì em phải điền ai là o đây trong những trường hợp mà không có nguyên âm đầu không có những cái nguyên âm của từ đứng trước ấy, thì các bạn mặc định cộng nó với thằng gì à các bạn ơi ôi chưa dạ nhớ trang nhé coi ở coi được chưa các bạn hiểu vấn đề không? Tức như thế các bạn nhé Đứng trước này, ví dụ mình bỏ ư đi rồi và mình sẽ phải thêm nguyên âm a hoặc là o cho nó đúng không? Thì nếu mà nguyên âm của từ đứng trước là a hoặc o thì mình sẽ thêm nguyên âm a U vào đúng không ạ? Còn nếu đứng từ đứng trước đó là không phải nguyên âm a và o thì mình sẽ thêm o. Còn đối với những cái trường hợp đặc biệt như là những khư tả là khư không có nguyên âm đứng trước ấy thì mình sẽ mặc định cộng với nó cộng nó với thằng gì đây ạ? O Được chưa? Rất là đơn giản đúng không? Bây giờ mình cùng nhau xem xem thử là đoạn nội thoại này có uh, những cái câu ví dụ có nghĩa gì nào các bạn nhé nó 너무 고파요. À, thêm một câu mới để cú đã được 고프다. ở đây trong trường này đi với thế nó có nghĩa là đói bụng đâu bạn có đâu các bạn thế cú đá có nghĩa là gì thế ra nó mu hayạ có bỏ ư đi mà thằng phía trước có ô và xưa và thằng phía sau phờ nó phải đi với a à, đúng không? file được chưa ừ, Hàn có phải nói gì pa đúng ạ Thếú phải có nghĩa là gì Các bạn ơi đói bụng đúng ạ Bé ra nó mu cục phải tôi sẽ là đói bụng đúng không tiếp theo nhá 민준씨는, 밑민준이 사, đang nói đến bạn 민준 đúng không? bạn 민준 gì sao đấy? khi có coi ở khi chiều cao được chưa? khi có chả cày lùn khi có coi ở cao được chưa? khi là chiều cao coo, kuda rồi các bạn được chưa? kuda coi ở đây là kuda được chưa? tiếp nào? cho nên 어제 바빴어요. nghĩa là gì à? tôi thì sao? ngày hôm qua rồi tôi là như nào các bạn đôi? đã rất là bận đúng không? À, thì không chỉ là ao như này mà ao trong cái từ ạt ọt này cũng có thể đi cùng những cái từ này. PAPASER <laughs> Cái từ pap cứ tả bận đúng không? Ở phía trước có nguyên âm a nên thằng về sau sẽ đi với a đúng không, các bạn ơi? PAPASER <laughs> Rất là đơn giản đúng không? Nhắc lại một chút nguyên âm ư này các bạn nhá. Những cái anh động từ ở tính từ kết thúc bằng nguyên âm ư khi nó đi với những cấu trúc mà có liên từ ao ấy thì sao đây ạ? À? Nguyên âm ư của từ đấy sẽ bị mất đi và thay vào đó mình sẽ phải điền ayo hoặc oyo phụ thuộc vào cái gì à các bạn ơi? Nguyên âm của từ đứng trước đúng không ạ? À? thì các bạn về học cấu trúc này một chút cho trang nhé vì cấu trúc này rất là quan trọng được chưa? hiện ra này á, ja. tiếp theo và cũng là cấu trúc cuối cùng ngày hôm nay mình sẽ học về cấu trúc khô ship tá cố ship ta này là cấu trúc gì vậy, các bạn ơi? một cái tính từ bổ trợ. tại vì sao người ta viết là tính từ đây? các bạn coi nó là một cái tính từ cho trang nhé, nó giống như một cái tính từ ấy. để sau này là khi mà mình uh, khi mà mình học cao lên mình sẽ dùng những cái đôi câu văn viết ấy uh, thì nó sẽ phục, nó sẽ phân biệt cái đôi câu uh, vào cái động từ hoặc tính từ nên các bạn phải lưu ý cái này một chút khô ship tá được chưa? Ja. được kết hợp với động từ biểu hiện mong muốn nguyện vọng của người nói nguyện vọng có nghĩa là tôi muốn cái gì tôi muốn làm cái gì đúng không ạ vì vậy nó phải đi với động từ các bạn nhá được chưa ạ động từ đi với khu chít mình không cần phải chia gì cả mình không cần xem có bạch chim hay không mình cứ cộng vào khu chít luôn là được đúng chưa ạ rất là đơn giản đúng không các bạn ơi Chạy tiếp theo ờ, đối với chủ ngữ là ngôi thứ ba tức là ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc này tôi và bạn hai người đang trong cuộc hội thoại với nhau tôi là ngôi thứ nhất bạn là ngôi thứ hai thì mình sẽ dùng kosita" được chưa? Còn bây giờ mình đang nói đến một đối tượng khác là người thứ ba không có trong cuộc hội thoại của hai đứa là một cái người khác chẳng hạn. Thì lúc này cái người kia sẽ đóng vai trò là ngôi thứ ba đúng không? Và ngôi thứ ba thì không dùng cấu trúc như ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai mà người ta sẽ dùng cấu trúc này là các bạn. Bộ mô cố sĩ po ha ta Ha cố ha ta Đọc như vậy đó các bạn Và cái mà các bạn cần chia đó chính là cái ha ta này Các bạn có thể chia là ham ta Hoặc các bạn có thể chia là heo Được chưa ạ? Chà, 저는 한국에 가고 싶어요 저는 chủ ngữ là ai?

배우고 ship bạn ý như nào? cũng dịch là muốn, tuy nhiên cách dùng của nó sẽ hơi khác nhau một chút. ship khỏe chứ không phải là ship nữa. ví dụ các bạn nói là hoa xin nên thăng yêu thì những lúc này nó sẽ trở thành một câu bị sai về mặt ngữ pháp được chưa ạ? bạn hoa này thì bạn ý muốn học tiếng Hàn đúng không? được chưa? mọi người được chưa ạ? bây giờ mình hỏi là thế bạn có thích ăn dưa hấu không? mình nói như nào đây? 수박을 dưa hấu là gì? 수박을 먹고 싶어요, đúng không ạ? cô câu hỏi vậy chủ ngữ là ai ạ à các bạn ơi tất nhiên là ngôi thứ hai rồi và ngôi thứ hai sẽ dùng một gì cố ship ta giống hết ngôi thứ nhất đúng không cô shippeo đúng không ạ mình sẽ nâng cái âm lên như thế là được được chưa khiến cho này giờ đã có chút cô ship ta này rất là, khá là đơn giản một chút được chưa mình không cần phải chia như ao yo mà đúng không ao yo ao yo thì sao đây ạ à? mình phải chia xem thử là thằng đứng trước có nguyên âm gì nó với cộng với i gọi là o đúng không ạ nhưng mà trong trường hợp này thì sao đây à các bạn ơi cứ cộng bỏ tà và cộng cái gốc cái động từ đó với cô ship tà là được, các bạn hiểu vấn đề không ạ đó, vậy thì ngày hôm nay uh, về cái phần từ vựng và ngữ pháp chúng ta đã tìm hiểu xong hết rồi, bây giờ mình cùng nhau xem xem thử là bài nói với cả những cái bài vì sau có những cái bài, những cái ví dụ nào các bạn nha dạ sử dụng các